Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng kính chào tới tất cả các bác. Mời các bác hãy cùng đến với Trung tâm điện tử Hạnh Phương với địa chỉ An Lạc Chí Linh, Hải Dương, với số điện thoại 0971998555. Mời các bác hãy cùng Hạnh Phương dành vài phút để trải nghiệm và tìm hiểu về những dòng xúc điện hiện đang có tại Trung tâm điện tử Hạnh Phương. Có lẽ rằng các bác phong cho Hạnh Phương là tên là Phương Súp, với lý do rất đơn giản là Hạnh Phương sẽ phân phối tới các bác số lượng súp nhiều nhất hiện nay trên thị trường, với rất nhiều mẫu mã đa dạng và chất lượng cao cấp. Hầu như là những dòng súp này được anh em đón nhận và có những phản hồi rất là tốt. Đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại với một quả súp bát 40 mang thương hiệu của Barado. Đây là dòng súp bái với công nghệ của Mỹ, được thiết kế với một bát 40 và có thể đánh với hai chức năng, vừa đánh súp điện vừa đánh súp hơi được. Barado các bác nhé. Con này thì kích thước của nó khá gọn gàng, hình của nó gần như là hình lập phương, thiết kế thùng gỗ đấy, gọn gàng để đâu cũng đẹp. Vừa đánh điện vừa đánh hơi các bạn. Đây các bác này, nếu các bác đánh điện thì chúng ta sẽ cắm điện ở đây, còn nếu các bác đánh hơi chúng ta sẽ cắm qua cái đường này đấy. Nó hay ở cái điều đấy các bạn, không phải dòng súp nào cũng có hai tính năng như thế này. Với giá thành đầu tư của con súp điện này, nó chỉ có rơi vào có 6.500.000 đồng, rất hợp lý đúng không các bác? Lên cao hơn một chút, chúng ta sẽ có hai mẫu đem nữa, đó là dòng súp thứ hai, đó là dòng súp kinh hao. Đây là dòng súp hầm sử dụng bát 40 thùng gỗ với thiết kế thiên về chiều ngang, và logo của thương hiệu nó còn khắc ở trên thùng luôn, nó rất là VIP các bạn. Kinh hao nếu dịch ra thì nó đúng là vua của những dòng sản phẩm âm thanh trong gia đình. Kinh là vua, hao là những thiết bị gia đình rồi đó. Vì máy của nó thì to khủng bố luôn. Đây, với công suất của nó đạt 900W cho quả này, vì máy cực lớn. Con này hiện tại đang có giá là 7.000.000 đồng các bác nhá. Thùng vỏ đẹp gần như mới luôn. Kinh hào. Tiếp theo chúng ta có một quả súp nữa là tích hợp giữa hai cái tính năng ưu việt giữa dòng súp hầm và dòng súp mặt. Thì chúng ta có một quả súp thứ hai, quả súp thứ ba đó là dòng súp của hãng Martin. Với bát 40 các bác cũng quan sát cái bát của nó còn rất mới. Cái nguồn của nó to khủng bố, các bác nhìn thấy bên trong này. Nguồn đồng xịn to khủng bố luôn. Con này là dòng súp bát nghiêng. Nó tích hợp cả cái độ mềm mại của cái dòng súp hầm và đồng thời kết hợp cái độ uy lực đánh phóng xa của dòng súp mặt. Đó chính là cái dòng súp nghiêng. Dòng súp này hiện tại đang có giá là 7.000.000 đồng một quả này các bác. Con này thì bề ngang của nó khá gọn, chiều ngang của nó chỉ chắc rơi vào tầm 42-44, còn nó thiên về chiều sâu. Con này chiều sâu của nó chắc rơi vào tầm 70-75 các bác. Vỉ của nó quá gớm luôn. Đây các bác nhìn cái vỉ của nó này. Hàng bãi xịn các bác nhá. Con này có giá 7.000.000. Các bác thấy rằng là trên thị trường thì rất nhiều bác là hỏi những cái dòng súp rẻ tiền, đa số là đó là những dòng súp được đóng tại Việt Nam. Những dòng súp đấy thì chắc chắn rằng không thể so sánh với súp bãi được. Các bác nào chơi hàng bãi nó hay hơn rất nhiều. Sang đây chúng ta sang một phân khúc cao hơn, đó là dòng súp 3G Audio. Súp này đang có giá rơi vào 8.500.000 đồng một quả này, thùng gỗ. Và có lẽ rằng con này đó là dòng súp mà có thiết kế gọn nhất, xinh nhất và chất lượng âm thanh tốt. Bát từ 22 coi 100, rất mạnh mẽ và uy lực. 8.500.000 đồng với súp điện 3G. Đây các bạn này, BA 18 15 115 BA. $8.500. Nâng lên mà phân khúc cao hơn, đó là dòng súp bát 50 của hãng B3.
Đây là súp bát 50 của B3 các bác nhá. Cái bát của nó đây sử dụng cụ từ 220 côn 100. Rất nhiều bác là rất là máy móc. Hàng này thì thực ra là bọn em cũng không làm ra được mà cũng không có hàng nhái. Và đặc điểm của súp hầm điện khác với này súp hơi. Rất nhiều bác hỏi là cái bát này nó khác với bát súp hơi hay không, thì xin thưa bác là có khác một chút. Tem mã vạch đầy đủ. Và đây là mã của nó đây các bác. VS118BA. Đây là tem của công ty được kiểm duyệt. Mã của sản phẩm đây, series của nó đây. Đấy. Đúng các bác. Đặc trưng của dòng súp điện là nó sử dụng bát này. Đây các bác này. B3. Cái cụ từ của B3 này nó không lẫn vào đâu được. Xin báo cáo các bác là không lẫn vào đâu được. Chỉ duy nhất B3 nó không có hàng nhái được các bạn. B3 nó chỉ có hàng đẹp hàng xấu thôi. Thùng gỗ đó nha. Sang đây chúng ta có một cái phân khúc cao cấp hơn, đó là dòng súp của JBL. Dòng súp này là 118SP. Bát 50 thùng nỉ. Rất đẹp các bạn. Đây là dòng súp đắt tiền nhất hiện nay trên thị trường về súp điện. Bát còn xanh mướt. Đây là sau đây các bạn. Con này thì toàn bộ là hệ thống cốt của nó tự động hết. Các bác chỉ cần cắm tín hiệu vào là nó tự nó cắt cốt theo loa luôn. Chạy điện 120 các bác nhá. Mỹ nòi bản nội địa Mỹ. Chạy điện 120. Con này hiện tại đang có giá rơi vào tầm 19.500.000 đồng quả này. 19.500.000 đồng một quả súp điện bát 50 của Mỹ. Như vậy anh Phương đã giới thiệu và gửi tới các bác về một vài cái mẫu súp điện, kể cả hàng cao cấp, hàng đắt tiền lẫn hàng bình dân. Và đều giới thiệu về tính năng cũng như chất lượng âm thanh của nó. Thì bác nào đầu tư được đến tầm nào, alo cho em với số máy 097 1998 555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.